Thì hiện tại cái con xe này là đang có chương trình khuyến mãi rất là lớn từ nhà máy đưa ra, khuyến mãi lên đến là 22 triệu cho tất cả quý chị em khách hàng khi sử dụng cái con xe này. Thì cũng mời anh chị em mình đi sơ lược một vòng. Dòng sản phẩm mà chuẩn bị là ra mắt cho quý anh chị em khách hàng mình, cái con xe Zack thì nó không xa lạ gì đối với tất cả quý anh chị em rồi. Thì đây là cái phiên bản mới nhất của 2022, con xe Zack N680, với cái tải trọng là 6 tấn rưỡi, kích thước thùng là dài 6,2 m, động cơ là Neo của Đức. Sử dụng cái con xe này thì cũng mời anh chị em mình đi sơ lược một vòng để xem con xe. Do đây là cái con xe vừa được nhà máy đưa ra, con xe đầu tiên nên chỉ có cabin chassis, thì nhà máy sẽ chuẩn bị là hoàn thiện cái thùng trong cái khoảng thời gian sớm nhất để đưa ra một cái lô sản phẩm cho quý anh chị em mình để lựa chọn ha. Thì mời anh chị em mình đi xem. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Phú Cường Ô Tô. Phía trước mặt các bạn đang là mẫu xe cực kỳ hot luôn nha. Chúng ta sẽ cùng nhau phụ huynh giúp để mà hạ cái này xuống. Không cần thiết đâu ha. Cái này là nó chỉ cần một cái mình mở cái chốt ra rồi mình gỉ nhẹ xuống là nó sẽ xuống thôi. Bao nhiêu rồi các bạn thấy là anh giúp cái lớn tuổi nhưng mà vẫn có thể làm được một mình nha các bạn ha. Như vậy các bác tài lớn tuổi có thể yên tâm. Mời anh giúp. Và hôm nay là trong cái điều kiện mà mưa gió như vậy, anh em chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái nội thất cabin. Thì nói với cái phần mà điều kiện mưa gió thì anh chị em mình yên tâm ha. Đối với cái dòng sản phẩm này là nó sẽ có cái điều khiển từ xa cho quý anh chị em mình. Với cái dòng sản phẩm này thì anh chị em mình yên tâm. Mình có cái remote điều khiển từ xa, mình có thể là mở cửa ha, Làm lại lần nữa đi là anh biết rồi. mình sẽ không có bị nếu mà Đó. mưa thì mình không có bị ướt mưa nhiều ha. Khoảng cách là tầm 5 mét là mình có thể là điều khiển được và mình mở cửa lên rất là dễ dàng. Ở cá nhân anh thấy cái đầu cabin này nó làm sao? Thì đối với cái thiết kế đầu cabin này thì là đầu cabin đôi ha, khá là rộng rãi cho quý anh chị em mình mà quan sát cái tầm nhìn, có thể là quan sát được là góc 360 độ ha, rất là tiện lợi. Và cái cụm gương nó cũng là khá là đẹp và mới so với những cái dòng sản phẩm trước đây. Vậy là mời anh giúp mình bước qua bên kia luôn ha. Đây là tay nắm cửa nha các bạn, thiết kế rất là đẹp. Đây. Thì về cái phần nội thất của xe Zack 680 này nó không có khác biệt gì so với thằng 650 hay mấy anh chị, nó cũng là thắng hơi lốc kê, ba chỗ ngồi và một cái giường năm. Số thì số tầng là 6 cấp, 6 tiếng và một lùi đó. Vậy là chúng ta sẽ cùng nhau nghe anh dứt nổ máy ha.
đó. Xe này đề máy rất là nhạy luôn ha mấy anh chị. Chỉ cần mở khóa và dặn lên là ok cho quý anh chị em mình. Còn mai mốt đây, khi mà cái sản phẩm có hoàn chỉnh thùng thì sẽ quay cái clip khác cho mấy anh chị em mình chi tiết hơn về tổng quan của cái xe nè, về giá cả. Thì ở đây em cũng xin được báo cái giá luôn. Xe này hiện tại đang có chương trình là khuyến mãi cho mình là 22 triệu. Giá bán thì tầm xa hơn 600 triệu một chút, chút xíu thôi ha, 600 triệu một chút xíu thôi chứ không có quá nhiều hay mấy anh chị. Đó thì hầu như là cái tiền mà đăng ký á là khuyến mãi toàn bộ cho anh chị rồi. Thì anh chị em mình chỉ chuẩn bị đâu đó tầm khoảng tầm 8 ha. Tầm 8 là sẽ nhận cái xe, phần còn lại ngân hàng nó sẽ hỗ trợ cho mình. Cái thời gian là tới 72 tháng ha. Rồi. Cảm ơn anh Dứt về cái phần trình bày này. Dứt có thể chào tạm biệt các khán giả. Thì do cũng trời cũng không có được nắng đẹp ha, nó cũng mưa lây lất mưa phùn ha, thì cũng xin chúc tất cả quý anh chị em mình luôn có một cái sức khỏe thật là dồi dào, mọi cái công việc làm ăn cũng như mọi cái công việc mà mình dự định muốn làm luôn thành công tốt đẹp ha. Em xin chào và hẹn gặp lại quý chị em khách hàng thân yêu. Xin chào.